Một ngày có 24 giờ. Đối với vài người, như vậy là quá nhiều. Nhưng với người khác lại là quá ít. Thói quen buổi sáng rất tốn thời gian. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Michelle dành thời gian chăm sóc da mặt. Mặt nạ và kem dưỡng là bắt buộc. Bước cuối cùng nè. Khi nào mới đánh răng xong đây? Mình sẽ tăng tốc lên. Được đó. Và cả rửa mặt nhanh nữa. Không tệ nha. Nếu muốn có một thân hình quyến rũ, bạn phải tập luyện. Tập 3 bài khác nhau cùng lúc rất đơn giản. Bạn trai mình gọi. Chào tình yêu. Không, em đang bận. Chỉ đang tập thôi à. Tập thể thao. Bỏ đi, mình không có tâm trạng. Mình có mẹo này hay hơn nè. Chỉ cần bút chì và băng keo. Sau đó ngủ thật ngon. Chào buổi sáng. Để xem kết quả thế nào. Wow, cơ bụng nè. Xin chào, bạn biết lựa đó. Của bạn đây. Tiền thừa nè. Cảm ơn vì đã mua hàng. Người tiếp theo. Đưa cho tôi nào. Của bạn xong rồi. Đây nè. Bạn sẽ trả bằng gì? À đúng rồi. Tôi để tiền trong này. Ô, son dưỡng. Ví tiền của tôi đâu ta? Chờ chút nha. Để tôi giúp cho. Đây nè. Tổng cộng 90 đô. Tiền thưởng của bạn đây. Quay lại sớm nha. Tạm biệt. Người tiếp theo. Anh mua gì đó? Ồ, xin lỗi. Chúng tôi không nhận tiền mặt. Bớt được một người. Ồ, nguyên một giỏ luôn. Đưa tôi. Để tôi lắc lên. Tổng cộng 200 đô nha. Cảm ơn. Cầm hóa đơn đi nè. Cuốn sách này thú vị đó nha. Nhưng mình muốn thêm nữa. Muốn đọc cuốn này. Cuốn này. Và mình thích đọc nhiều sách cùng một lúc luôn. Mình không thể rời xa cuốn sách yêu thích được. Đọc sách trước khi đi ngủ rất là tốt. Cuốn này không có tranh ảnh. Cuốn này quá dày. Đây là gì? Ôi, đọc sách làm cho mình thấy đói bụng quá. Sandwich phô mai. Chỉ cần hâm nóng lại thôi. Và rửa cái chảo chiên này. Thôi để khi khác. Mình sẽ dùng lò bánh mì. Thêm trà nữa nha. Sao phải làm dơ cái ly khi mình có thể bỏ thẳng vào trong siêu nước. Đồ ăn xong rồi. Sao phải ăn trong bếp khi mình có thể ăn trên giường. Ngon quá đi.
mình đang rất say mê nấu ăn. Ồ, video woohoo mình thích nè. Hay quá đi. Nốt cái nữa nha. Mình không thể dừng lại được. Ủa? Trong công thức không có cây cán bột. Michelle giỏi nhất là làm đồ uống đá xay. Mình gọi món này là woohoo. Trộn tất cả nguyên liệu mình có vào. Thêm cam tươi và đá. Còn cái khác nữa. Trái dừa. Làm sao mở ra đây? Dùng dao. Không được. Búa. Không luôn. Gãy. Trái dừa này cứng đầu thiệt nha. Thuốc nổ. Không gì làm nứt được nó nữa. Hả? Vậy là mở được rồi sao? Cái đồ xấu tính. Mình bỏ nấu ăn luôn cho rồi. Cho một pizza nha. Cảm ơn, đến nhanh giùm. Cửa không khóa. Ai gọi pizza nè? Anh vào phòng khách đi. Pizza của bạn đây. Ừ, cảm ơn nha. Bạn trả tiền đi chứ hả? Chờ chút. Rồi, xong rồi nè. Anh giữ cái hộp đi. Đây, cứ cầm lấy hết đi nè. Nè, đổ rác giùm tôi luôn đi nha. Cảm ơn. Hôm nay mình sẽ lau dọn mọi thứ. Căn bếp sẽ thật sáng bóng. Khăn trải bàn mới. Thích thật. Gì đây? Vết bẩn sao? Mình sẽ lau nó. Hồi nào. Nó lại dính trên khăn hả? Chờ đã, kính của mình cũng có. Chào hàng xóm. Sạch rồi nè. Ủa không, kệ tủ nhiều bụi bẩn thế này. Mình phải mạnh tay hơn mới được. Sẵn sàng rồi. Coi chừng nha bụi. Dọn dẹp đã xong xuôi. Amanda, dậy đi. Chúng ta sẽ đến phòng tập gym. Đi nào. Không. Hey. Bài tập cơ bắp. Nè, Amanda sao vậy? Cũng may là mình mang gối đi. Mình không có tập thể thao như Michelle đâu. Amanda, đến phòng gym thôi nào. Được rồi, mình sẽ mặc áo sơ mi. Úp áo phiền chết đi được. Bỏ đi, ý tưởng tôi. Ồ, áo hoodie. Đúng ý của mình. Ồ không, giày giày nữa. Ê, cũng tạm rồi. Nâng tạ sao? Không ham. Nhưng mình biết một cách này. Anh muốn tập cùng nhau không? Như vậy nè. Tuyệt vời. Không, cái đó nặng quá. Đổi lại tạ khác đi. Và một. Và hai. Nhiều rác quá. Ê, bạn dưới kia ơi. Di chuyển thùng rác lại gần hơn được không? Cảm ơn nha. Đỡ nè. Bịch này nữa. Cảm ơn nhiều nhiều nha. Bạn có thích video này không nào? Hãy bình luận xem bạn thấy mình giống Amanda lười nhác hay Michelle năng động hơn nha. Và các bạn ơi,
Hãy like video này, nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo nha. Đừng bỏ lỡ các video siêu hài hước mới từ Woohoo.